À, xin chào các bạn. Đây là ngôi chiếc thuyền mà thầy sư giải đã từng chèo chèo gánh bôn ba để mà truyền đạo cho mọi người. Sự tích ngày xưa của thầy sư giải thì nghe nói thầy đi bán khoai. Những ai mua khoai về ăn á, mà bên trong của khoai không có sùng mà ngọt, tức là người đó là người tốt lương hiền. Còn những người nào xảo trá thì mà khi mua khoai về đó luộc ăn bên trong á thì toàn là sùng không à, mà đắng chát nữa. Thì đây cũng là một chân lý sống mà thầy Đức Thầy đã gửi gắm đến chúng ta. Thầy bán rất là tự do, thì ai lỡ lửa đến lửa bao nhiêu thì lửa. Nhưng có một số người chân thật lửa đúng ký, còn số 10 người không có chân thật đó các bạn, lửa 2 ký mà nói 3 ký, lửa 3 ký mà nói 4 ký, về khi mình luộc lên ăn thì không có được gì hết mà còn bị khoai sùng nữa. Đó là sự thật. Ở đây là bình hoa để trưng cho đức thuyền của Đức Thầy. Đây là những cổ vật mà người dân đã mang lại cúng, hoặc là những cổ vật ngày xưa từng có à, cổ vật người dân đã mang lại cúng chứ mấy cái này mới không à. Hey. Wow, những ốp nhang thật là to gì ạ. Nhang đằng sau của thuyền Đức Thầy. Đây là cái tay chèo của Đức Thầy. Ngày xưa đã từng chèo trống nhưng mà truyền đạo vào mấy chục năm rồi mà vẫn yên nguyên luôn nha. Yeah. Đây. Còn chiếc thuyền này là thuyền chính xác 100% là chiếc thuyền của thầy. Thuyền thầy. Nhưng mà được người xe khác tu bổ rồi sơn lại cho nó không có bị mục. Còn thấy không, thuyền thầy. Ở đây là nơi thờ cúng của thầy. Đây mình sẽ tới cái chính điện thờ cúng của Đức Thầy nha các bạn. Đây là thuyền thầy. Ở đây thì có hình bông sen Bát Nhã nha các bạn. Ai tu thì sau này được ngồi vào hoa sen. Đời khao sau khi chết là rồi, đạo phía sau khi chết được ngồi tòa sen nha các bạn. Đây hình con rồng. Con rồng chứ không phải là con sáu năm chèo nha. Wow, rồng này dài quá, từ đầu thuyền cuối thuyền luôn. Thuyền này là thuyền Bát Nhã gì ơi. Sau này ai tu thì được rước lên thuyền, còn ai không tu thì chìm xuống đáy sông cho ông năm xử. Năm nay các bạn biết năm gì không? Năm chèo quá. Cái dòng chữ gì mình đọc cho các bạn nghe. À, đảnh lễ Đức Thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Thầy sư giải bán khoai. Và đây là chân dung Đức Thầy các bạn ạ. À.